Cô Liên xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại bài giảng của cô. Các em thân mến, ở buổi học trước chúng ta kết thúc tất cả nội dung lý thuyết và bài tập của chuyên đề số 2 các hợp chất vô cơ. Và cuối buổi học hôm trước cô đã giao cho chúng ta một đề trong vòng 45 phút để các bạn về làm ở nhà cùng xem mình đã làm được bao nhiêu để hôm nay cùng chữa với cô nhìn lại quá trình và tự đánh giá cái việc học của mình thông qua cái chuyên đề số 2 này. Và hôm nay các bạn hãy cùng chữa bài kiểm tra của chuyên đề. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại đề hôm trước. Đề hôm trước gồm có hai phần là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trắc nghiệm 4 điểm chứa 8 câu. Câu 1, câu 2, câu 3 này. Tiếp câu 4, 5, 6. Đó, các câu lý thuyết rất sát với nội dung mà chúng ta đã học lý thuyết ở chuyên đề số 2. Và cuối cùng là câu 7, 8. Mỗi một câu thì chiếm 0,5 điểm. Ta làm đúng một câu thì được 0,5 điểm. Tiếp theo là phần thứ hai, tự luận, chiếm 6 điểm gồm 3 câu. Câu thứ nhất, ôn tập cho chúng ta ôn tập lại mối liên hệ của các hợp chất vô cơ. Chưa? Câu số 2 giúp là bài tập hiệu suất. Câu số 3 là một bài tập tính toán cũng giúp chúng ta liên hệ các hợp chất vô cơ. Chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào chữa bài. Với phần trắc nghiệm 4 điểm, các bạn sẽ khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D trước phương án trả lời đúng. Câu đầu tiên, dãy oxit nào gồm các oxit phản ứng được với nước? Những oxit như thế nào thì phản ứng được với nước? Chính xác đó là oxit axit và oxit bazơ. Nhưng oxit bazơ phải thỏa mãn điều kiện là oxit của natri, kali, bari và canxi. Được chưa? Thì tạo được bazơ tan đúng không? Thì chỉ những oxit của kim loại như vậy thì mới tạo được tác dụng đối với nước. Vậy thì nhìn vào các đáp án A, B, C, D, chúng ta sẽ việc đầu tiên chính xác là xác định xem oxit đó thuộc loại oxit nào và loại oxit đó thì có phản ứng với nước hay không. Nhìn đáp án A, chúng ta thấy SO3 là oxit axit phản ứng được với nước này, BaO và Na2O đều là oxit bazơ của các kim loại chúng ta vừa liệt kê. Vậy thì chúng ta kết luận ngay đáp án chính xác là đáp án A. Chưa? Vậy thì hãy nhìn đáp án B, C, D, chất nào là chất không tác dụng được với nước, khiến cho đáp án này không đúng. Chính xác, ở đáp án B mình nhìn thấy Fe2O3 là một oxit bazơ nhưng không phải là của kim loại Nakabaka đúng không nào? Ở đáp án C thì đập ngay vào mắt mình đầu tiên là Al2O3, còn D là SiO2. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 2. Phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH là phản ứng A thế, B trao đổi, C hóa hợp, D là phân hủy. Thì trước tiên mình sẽ phải biết cái phương trình hóa học của hai chất này khi phản ứng với nhau. H2SCO4 này cộng với NaOH tạo thành muối. Axit cộng bazơ sẽ tạo thành muối và nước. Muối là Na2SCO4 cộng với nước là H2O. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ cân bằng. Ở đây có hai natri, vậy chỗ này cần phải có hai natri. OH là 2. Vậy thì H là 2, bên phía phải này cũng là 2. S1, O5, vậy là đủ rồi. Đây là phản ứng của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH. Những phản ứng trong dung dịch khiến chúng ta liên tưởng ngay đến phản ứng gì? Chính xác là phản ứng trao đổi. Đúng nào? Chúng ta nhận thấy sự trao đổi thành phần H ban đầu đi với SO4, nhưng sau phản ứng lại đi với OH, đúng không? Na ban đầu đi với OH nhưng sau phản ứng lại đi với SO4. Được chưa? Vậy thì kết luận ngay đây là phản ứng trao đổi. Tại sao không phải phản ứng thế nhỉ? Phản ứng thế là phản ứng của một chất là hợp chất và một chất là đơn chất. Đúng chưa? Ở đây chúng ta nhìn thấy là có hai chất đều là hợp chất rồi. Vậy thì không phải phản ứng thế. Phản ứng thế là phản ứng trao đổi rất là giống nhau. Phản ứng thế là thế vị trí đúng không? Nhưng mà nguyên tử, nguyên tố đơn chất sẽ thay thế vị trí của một nguyên tử, nguyên tố khác trong hợp chất để tạo thành đơn chất mới và hợp chất mới. Còn trao đổi là gồm phản ứng ở trong dung dịch và có sự trao đổi thành phần. Điều quan trọng nhất là ở trong dung dịch và có sự trao đổi thành phần nhé. Tiếp theo, câu số 3. Cho từ V-lít dung dịch HCl1M vào 10,6 gram Na2CO3 đến khi ngừng thoát khí, giá trị của V là A sẽ là 0,1 lít, B là 0,3 lít, C là 0,4 lít và D là 0,2 lít. Với bài tập này thì chúng ta nhìn ngay ra cô
đó là loại dạng gì nhỉ? Chính xác, bài toán cho chúng ta một dữ kiện có thể đổi ra số mol, đó là khối lượng của Na2CO3. Vậy thì làm bài toán này vô cùng đơn giản, đúng chưa? Bước đầu tiên bao giờ mình cũng sẽ tính số mol, sau đó là mình viết phương trình hóa học và tìm ra số mol của chất cần tìm. Từ số mol thì chúng ta sẽ đi ra yêu cầu bài toán cho, bởi vì số mol là chìa khóa của mọi bài toán, đúng không nào? Ta sẽ tìm ngay được số mol của Na2CO3 bằng cách lấy m nhỏ chia cho m lớn, 10,6 chia 106 bằng 0,1 mol, đúng nào? Bước số 2 vô cùng quen thuộc là viết phương trình hóa học Na2CO3 cộng với HCl. Phản ứng giữa muối và axit sinh ra cái gì các bạn? Chính xác, muối mới và axit mới, nhưng phải thỏa mãn điều kiện gì đấy? Phải có chất kết tủa, chất bay hơi hoặc là nước, đúng không nào? Vậy khi chúng ta trao đổi thì nhìn thấy gì? NaCl, đúng không nào? Cộng với gì? H2CO3 là một axit yếu, cho nên nó bị phân hủy ngay thành H2O và CO2. Vậy thì ở đây thỏa mãn cả điều kiện có nước, có cả khí bay lên, đúng không? Mà mình cân bằng ở đây là 2 này, ở đây là 2, được chưa? Sau khi cân bằng xong thì mình sẽ đặt số mol. Ở đây là 0,1, vậy thì tương ứng số mol của chất cần tìm là H2S4, HCl sẽ là 0,2, đúng không? Vậy thì ta có ở dung dịch HCl có nồng độ là 1m, có số mol là 0,2. Vậy thì việc tìm ra thể tích, chúng ta sẽ dựa vào công thức Cm bằng N trên V. Suy ra V sẽ bằng N trên Cm. V của HCl dung dịch nha sẽ bằng số mol tương ứng là 0,2 chia cho 1, tức là 0,2 lít. Chờ. Vậy thì đáp án chính xác của câu 3 chính là đáp án D. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các câu tiếp theo. Tiếp theo câu số 4 với đề bài: chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống? Vôi sống công thức là gì các bạn? Chính xác, đó là một trong những oxit quan trọng mà chúng ta đã học, CaO. Chưa? Vôi sống chính là CaO đấy. Vậy thì hãy nhớ lại bài đó và nói cho cô biết cách điều chế CaO. Nhiệt phân đá vôi có công thức là CaCO3. Khi bị nhiệt phân thì sẽ tạo thành vôi sống và giải phóng ra khí carbonic. Đúng chưa nào? Vậy thì đáp án chính xác ở câu số 4 là đáp án A. Được chưa? Tiếp theo, câu số 5. Khí lưu huỳnh dioxit được tạo ra từ cặp chất nào sau đây? A. K2SO4 và HCl. B. Na2SO4 và COCl2. C. Na2SO4 và NaCl. Cuối cùng D. K2SO3 và H2SO4. Hãy nhắc lại cho cô quy tắc điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm. SO2 chính là lưu huỳnh dioxit, cũng là một oxit quan trọng, đúng không nào? Vậy thì hãy nhớ lại nào. Chính xác, quy tắc là sử dụng muối sunfit. Muối sunfit là muối như nào? Có gốc gì các bạn? Chính xác, SO3 đấy. Hóa trị 2 nhé. Tác dụng với dung dịch axit, đúng nào? Ví dụ như HCl hoặc H2SO4 loãng, được chưa? Vậy thì nhìn nhanh một cái đáp án ABCD, các bạn có thể chọn ngay được cặp chất nào không? Chính xác là K2SO3 và axit H2SO4. Chúng ta cùng với phương trình ra để nhìn rõ hơn nhé. K2SO3 cộng với H2SO4. Đây cũng là thuộc loại phản ứng trao đổi, một phản ứng giữa muối và axit, đúng không? Nó sẽ thành muối. Muối là gì đấy? K2SO4 và axit mới. Axit đây là axit H2SO3, nhưng axit này kém bền nên dễ bị phân hủy ngay thành H2O cộng với SO2. Chưa? Phương trình này đã được cân bằng rồi. Vậy đáp án chính xác ở câu 5 chính là đáp án D. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Dãy chất nào sau đây để đều tác dụng được với axit HCl? HCl là một axit thông thường. Khi nhắc đến axit thì chúng ta nhớ những tính chất nào của axit nhỉ? Thứ nhất là làm quỳ hóa đỏ. Quỳ hóa đỏ này. Tiếp theo là gì các bạn? Chính xác, axit thì sẽ tác dụng với những cái gì ngược cái bản chất của nó.
tác dụng với 3 giờ. Tương ứng là tác dụng với oxit 3 giờ, đúng không nào? Đấy, cứ các cái gì ngược với axit có 3 giờ là nó sẽ tác dụng. Tác dụng với gì nữa? Kim loại. Kim loại như thế nào nhỉ? Cu tác dụng ngược với HCl không? Kim loại trước H, đúng rồi. Trước H trong đâu? Trong giấy hoạt động kim loại. Cô đã giới thiệu cho các bạn rồi. Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. H, Cu ở đằng sau. Sau H, vậy thì đó không tác dụng với HCl. Và cuối cùng là tác dụng với gì đây? Với muối, đúng không nào? Đó, tác dụng với muối. Nhưng với điều kiện gì? Phải ra được chất bay hơi hoặc là chất kết tủa hoặc là nước. Nhớ nhá. Rồi, vậy thì nhìn các đáp án ABCD cho cô biết là HCl sẽ phản ứng nước với dãy nào. Đầu tiên, Mg, kim loại trước H, thỏa mãn. CuO, oxit 3 giờ, thỏa mãn. Ag, NaOH, 3 giờ cũng thỏa mãn. AgNO3 là muối. Muối tác dụng với axit, nào chúng ta viết thử nhé. AgNO3 cộng với HCl, chúng ta nhìn thấy ngay cặp đôi. Nếu tráo đổi, nhìn thấy ngay cặp đôi AgCl kết tủa đây rồi. Vậy thì thỏa mãn chắc chắn luôn HNO3. Lại combo thêm HNO3 là một axit dễ bay hơi nữa. Được chưa? Vậy chắc chắn là cái dãy A này HCl đều phản ứng hết. Còn ở dãy B, CD chúng ta nhìn ra chất nào không phản ứng. Chính xác, ngay đầu tiên của đáp án B là Cu, không phản ứng rồi. NaNO3 cũng không phản ứng với HCl. Tiếp theo, ở câu C thì Cu này và AgNO3 thì phản ứng. D thì sao? Phải đâu? Chính xác, NaCl. NaCl mà tháo đổi với HCl thì nó vẫn là NaCl và HCl thôi. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hai câu cuối cùng. Câu số 7 có đề bài như sau. Dãy các chất MgO, Fe2O3, K2O, SO2, CO2 và NO. Số phản ứng xảy ra khi cho mỗi oxit lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là A8, B5, C6 và D là 7. Ở đây người ta hỏi gì các bạn? Đúng rồi, người ta sẽ cho các oxit này tác dụng lần lượt với HCl và NaOH và xem có tổng bao nhiêu phản ứng xảy ra. Vậy thì đây chính là bài tập kiểm tra tính chất của oxit, đúng nào? Vậy việc đầu tiên của chúng ta là xác định xem những oxit này thuộc loại oxit nào, tác dụng được với axit hay bazơ hay không. Được chưa? Đầu tiên, MgO thuộc loại oxit bazơ. Vậy thì nó sẽ tác dụng được với H2SO4, đúng không nào? Cô sẽ viết H2SO4 ở đây nhá. HCl nhá. HCl đúng không? Còn đây là NaOH này. Chất nào phản ứng được với HCl cô viết dọc rồi đây. MgO. Đúng nào? Fe2O3 thuộc loại oxit gì? Oxit bazơ. Vậy cũng sẽ tác dụng được với axit Fe2O3. Tiếp theo, K2O. K2O thì lại càng tác dụng được với axit, đúng nào? Đó. Còn SO2 là oxit axit sẽ không phản ứng với axit. CO2 cũng tương tự. NO thì là oxit trung tính rồi. Vậy thì NO cũng sẽ không phản ứng với cả NaOH luôn. Vậy thì đối với HCl chỉ có MgO, Fe2O3 và K2O thôi. Còn đối với NaOH, ba cái oxit đầu tiên này thuộc loại oxit bazơ. Vậy thì sẽ không phản ứng được với dung dịch bazơ mà chỉ có hai oxit axit phản ứng được với dung dịch bazơ là SO2 và CO2. Vậy thì tổng cộng mình sẽ có bao nhiêu phản ứng hóa học? 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy thì có tổng cộng 5 phương trình hóa học. Và đáp án chính xác ở đây là đáp án B. Tiếp theo câu 8. Câu 8 là một câu mà chúng ta phải nhớ hiện tượng nhé, nhớ tính chất nhé. Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 cho khí H2. Vậy thì xác định rằng kim loại X như thế nào nhỉ? Đứng ở vị trí nào? Chắc chắn nó phải đứng trước H trong dãy hoạt động kim loại, đúng không?
Khí H2 tác dụng với kim loại Y, cho kim loại Y khi đun nóng. Tác dụng với oxit của kim loại Y, cho kim loại Y khi đun nóng. Cặp kim loại XY có thể là H2 tác dụng được với oxit của kim loại Y khi đun nóng thì cho Y. Vậy thì kim loại Y chắc chắn nó sẽ ở đâu? Những oxit của kim loại nào thì có khả năng bị H2 khử nhỉ? Sau nhôm, đúng nào? Vậy thì Y sẽ là kim loại sau nhôm. Thông qua cái dữ kiện thứ nhất thì mình sẽ có là X là kim loại trước H. Đúng không? Trước H. Và Y theo cái dữ kiện thứ hai thì là kim loại sau nhôm. Và bây giờ mình nhìn vào các đáp án để xem cái điều kiện X đã thỏa mãn chưa. Gặp kim loại X và Y, X đứng trước, Y đứng sau, đúng không? Đáp án A, Zn thỏa mãn rồi. Đáp án B, Cu loại ngay bởi vì sau H. Đáp án C, Ag cũng loại ngay. Đáp án D, Cu cũng loại ngay. Vậy thì chỉ còn đáp án A thôi, được chưa? Vậy thì đáp án chính xác của câu này là A. Vậy thì hãy nhìn vào các đáp án của các câu trắc nghiệm để tự chấm cho mình xem được thỏa mãn bao nhiêu điểm. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tự luận nhé. Chúng ta chuyển sang bài tập tự luận. Phần tự luận sẽ có 6 điểm và câu đầu tiên chiếm 3 điểm. Đó là câu về dễ chuyển hóa đấy. Có những chất sau: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3 và NaCl. Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất sau thành một dãy chuyển hóa. Đó, vậy thì hãy dựa vào mối liên hệ của các hợp chất vô cơ áp dụng cho những cái chất ở đây để tự tay sắp xếp một dãy chuyển hóa. À, giống cái dạng hôm trước mà cô đã hướng dẫn các bạn, đúng không nào? Ngay buổi học trước về các bài tập, dạng bài tập ôn tập của chuyên đề. Và ở đây các bạn sau khi làm xong thì mình sẽ có tư duy của người ta đề đấy. Mình sẽ biết là người ta sắp xếp dãy chuyển hóa này theo một căn cứ nào đấy và mình cũng tạo ra được, đúng không nào? Tiếp theo là viết các phương trình hóa học cho mỗi chất trong dãy chuyển hóa. Được chưa? Sau đó là mình sẽ làm công việc của học sinh, đó là viết lại các phương trình hóa học để biểu diễn dãy chuyển hóa, đúng không nào? Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên, về đầu tiên muốn sắp xếp thì mình phải biết là các chất này thuộc loại chất nào và vận dụng các thành chất để liên hệ móc nối các chất với nhau. Đầu tiên là oxit bazơ, đúng không? Của kim loại natri kali bari kali, đúng không? Vậy thì sẽ gióng thẳng ngay ra được bazơ khi tác dụng với nước. Được chưa nào? Ở đây là bazơ này, còn đây là ba muối. Ba muối thì có thể chuyển tiếp được với nhau khi mà tác dụng với axit hoặc bazơ hoặc là tác dụng thẳng với muối, đúng không? Nhưng điều kiện là tạo ra chất kết tủa bay hơi hoặc là nước. Được chưa? Riêng cái Na này nó sẽ một, các bạn có thể cho thành Na2O hoặc là trực tiếp ra thành NaOH. Nhưng các bạn phải nhớ là nếu các bạn cho thành NaOH luôn thì bạn phải tìm cách như thế nào đó để từ NaOH này thành Na2O. Bởi vì cái dãy chuyển hóa đây thì một dãy nghĩa là dãy thẳng, không có nhánh. Khi chúng ta làm dãy thì sẽ không để nhánh nhé. Như vậy là các bạn có thể để nhánh, tuy nhiên thì để dãy thẳng này cũng được. Đây sẽ là một cái gợi ý cho các bạn. Các bạn nào thay đổi cái dãy chuyển hóa mà viết được các phương trình hóa học thì tùy thuộc vào sự sáng tạo của mình thôi. Ở phần này thì chúng ta sẽ thả sức sáng tạo, còn các giáo viên chấm thì hơi cực một chút. Nào bây giờ mình cùng giải nhé. Ý A này, đầu tiên cô sẽ cho Na, bắt đầu dãy bằng Na, sau đó cộng với oxy để thành Na2O. Từ Na2O có rất nhiều cách để thành những cái khác, nhưng cô sẽ cho trực tiếp thành NaOH. Và từ NaOH thì thành các muối là, đầu tiên cô cho NaCl đi. Đó, xong rồi cô cho Na2CO3 chẳng hạn. Rồi cô biến thành Na2SO4. Được chưa? Hoặc là các bạn
Được chưa nào? Đó. Hoặc là các bạn có thể trao đổi vị trí. Ở đây các bạn từ N2O các bạn không muốn ra N2H luôn thì các bạn có thể trao đổi thành bất cứ một cái mối ở đằng sau. Ví dụ như thành NaCl chẳng hạn. Đó, xong từ NaCl thành NaOH thì như thế nào? Thì tác dụng với cái gì? Đó là một câu hỏi khó đúng không? Vậy thì khi mà viết ấy, mình phải tự trù cái trường hợp xảy ra đã. Được chưa? Vậy thì bước 1 rất đơn giản rồi. Tùy thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Sáng tạo nhưng mà sáng tạo đúng nhá. Sáng tạo không đúng là thành phá hoại đấy. Nào bây giờ mình sẽ viết thôi. Việc thứ hai vô cùng đơn giản. Thì khi mình đã nghĩ được cái dãy chuyển hóa rồi thì việc viết vô cùng đơn giản. Đúng chưa? Cộng với O2 thì ở điều kiện nhiệt độ mình sẽ thu được oxit bazơ là Na2O. Cân bằng ở đây là 2 này. Ở đây là 4. Rồi nào. Đó, quy trình số 2. Từ oxit axit, oxit bazơ trở thành dung dịch bazơ. Rất đơn giản, mình chỉ cần cộng với nước là xong. Ở đây cân bằng là 2. Được chưa? Tiếp theo từ bazơ ra muối. Có rất nhiều cách. Quy trình số 3 từ bazơ ra muối thì chúng ta có rất nhiều cách. NaOH này mà ra NaCl. Các bạn có thể làm gì? Chúng ta có thể cộng với axit đúng không? Để tạo thành muối và nước. Hoặc các bạn có thể cộng bằng chất khác. Được chưa? Ở phần này không chúng ta không chỉ sáng tạo ở cái dãy chuyển hóa mà chúng ta có thể sáng tạo ở cách viết phương trình hóa học. Chúng ta có thể cộng gì? Đúng rồi. Cộng muối để tạo thành muối mới và bazơ mới. Được chưa? Và thỏa mãn cái này, cái tủa ở trên thì thỏa mãn điều kiện là có nước, đúng không nào? Nếu ở phương trình dưới thì mình phải cân bằng đây là 2, đúng không? Và đây là 2 NaOH. Đúng chưa? Đó. Ngoài ra còn cách nào nữa không nhỉ? Từ bazơ ra muối. Không đúng không? Chỉ có hai cách thôi. Tiếp theo, phương trình số 4 là gì? Từ NaCl thành Na2CO3, từ muối ra muối. Đó. Ra Na2CO3. Vậy mình có nhiều cách lắm. Nhưng ở đây nhìn thuộc vào gốc thì không phải là lúc nào cũng ra cách này đâu nhá. Khi mà muối ra muối, mình có thể sử dụng muối tác dụng với axit, muối tác dụng với bazơ, muối tác dụng với muối. Đúng chưa? Muối tác dụng với bazơ ở đây thì không được bởi vì không có gốc CO3. Đúng chưa? Muối tác dụng với axit thì H2CO3 là một axit yếu cho nên chúng ta không sử dụng. Vậy thì chúng ta chỉ sử dụng tác dụng với muối thôi. Muối tương ứng giả sử như chúng ta cộng với Ba gốc CO3 đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy K chẳng hạn. Ag, GNO3. Ag phải lấy nhá. Chọn cái chất nào để nó kết tủa với Cl ấy. Chưa? Thành AgCl đấy. Kết tủa. Thì phản ứng này mới xảy ra đúng không? Ở đây cân bằng này. 2 này. 2 này. Và 2. Phương trình số 5. Từ Na2CO3 thành Na2SO4. Các bạn có thể nhớ đến CO3 này ra muối này thì chúng ta có thể cộng với axit hoặc là cộng với muối đúng không? Axit ở đây thì sẽ sinh ra cái sản phẩm là gì? Tự như cô là cộng với H2SO4, chắc chắn là phải axit phải có gốc SO4 được thì ở đằng sau này mình có SO4 đúng không? Chúng ta sẽ có Na2SO4 cộng với H2O cộng với SO CO3. Đúng chưa nào? CO3 đó. Hoặc là các bạn có thể tác dụng được với muối khác. Nhưng lưu ý là cái muối đó phải kết tủa với gốc CO3. Chẳng hạn như mình cộng muối BaCl2 chẳng hạn. Đó. Đúng không? Thì mình sẽ tạo được Na2SO4 trao đổi bình thường và BaCl3 kết tủa. Được chưa? Rất là đơn giản đúng không? À, cô xin lỗi, BaSO4 thì không được. Để kết tủa với CO3 ấy, thì chúng ta phải tìm ra một chất mà kết tủa
phải có gốc SO4 nhưng lại cũng kết tủa với CO3 cơ. Nhưng mà thường CO3 và SO4 đi cùng nhau thì chất kết tủa giống nhau. Ở đây về mặt nguyên tắc thì chúng ta vẫn có thể tác dụng được với muối để tạo thành muối mới, hai muối mới, và trong đó một muối kết tủa là thỏa mãn điều kiện rồi. Nhưng mà ở đây là Ba, CO3 và SO4 thì thường đi với kim loại sẽ kết tủa giống nhau, cho nên là chúng ta sẽ chỉ dùng acid H2SO4 đây thôi. Chờ. Còn các bạn có thể sáng tạo thêm cái dãy này, thay đổi vị trí mà vẫn viết được phương trình hóa học, đúng nào? Đó, tùy thuộc vào sức sáng tạo của mỗi người. Bây giờ thì nếu các bạn làm đầy đủ các bước như này, chúng ta sẽ được chọn ra điểm. Chờ. Viết mỗi phương trình được bao nhiêu đây? Mỗi phương trình được 0,25 điểm vào cái dãy này, rất là quan trọng, 0,25 điểm luôn, 0,5 điểm luôn. Chờ. Mỗi một phương trình này được không? Mỗi một phương trình này chúng ta sẽ được 0,25 điểm, còn lại là điểm của cái dãy này. Nghĩ ra cái dãy này rất là mất thời gian, đúng không? Giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu tiếp theo. Chúng ta chuyển sang bài số 2 của bài tập về hiệu suất với đề bài như sau. Từ 60kg quặng spirit, tính khối lượng H2SO4 96% thu được từ quặng trên, biết hiệu suất của cả phản ứng là 85%. Của cả quá trình, đây là quá trình khi mà từ quặng spirit sắt ấy, FeS2 đúng không, thì chúng ta phải trở thành khí SO2 đã, rồi SO2 lại thành khí SO3, và từ cuối cùng SO3 thành H2SO4. Với bài tập này, một số bạn sẽ viết phương trình hóa học ra đó, sau đó tính toán. Cách đó không sai, nhưng cũng sẽ hướng dẫn các bạn một cách ngắn hơn, đó là chúng ta dùng định luật bảo toán nguyên tố. Ở đây tất cả các lượng lưu huỳnh ở FeS2 này sẽ chuyển thành H2SO4, đúng không? Vậy thì việc của chúng ta là tính ra số mol ở đây, sau đó là dùng bảo toàn nguyên tố tính ra cái lượng mol S ở đây. Hai cái lượng mol S này phải bằng nhau. Mol S ở FeS2 sẽ bằng bao nhiêu lần mol S ở Fe? Mol S ở đây sẽ bằng bao nhiêu lần mol S? 2 lần đúng không? Bởi vì cần có 2S mới tạo được một phân tử FeS2, bằng 2 lần mol của FeS2 đúng không? Còn ở bên này, mol S thì bằng ngay mol của H2SO4, đúng không? Tại vì một phân tử S có thể tạo được một phân tử H2SO4 rồi. Vậy thì mol S ở trước quá trình và sau quá trình sẽ phải bằng nhau, hay ta nói là mol của FeS2, 2 lần mol FeS2 mới bằng mol của H2SO4. Đó. Từ đầu đến cuối mình suy ra mol luôn. Đó. Ở nếu mà một phương trình hóa học ấy, như lần trước chúng ta nhận thấy là chúng ta dùng khối lượng để làm ra được, nhưng với số mol thì chúng ta có thể bắt nối từ đầu quá trình đến cuối quá trình luôn, được chưa? Việc thì vô cùng đơn giản rồi. Chúng ta sẽ tính được số mol của H2SO4 dựa vào mol của FeS2, sau đó là nhân với hiệu suất đã ra thôi. Chưa? Chúng ta cùng giải nào. Việc đầu tiên là mình sẽ phải đổi từ kilogram ra gram thì mình đổi ra mol được. Không thì các bạn để 10 mũ trừ 3. Đúng không? 60 kg. 1 kg bằng 10 mũ 3 lần gram, thế nghĩa là 6 x 10 mũ 4 gram, đúng không? Và mình sẽ suy ra được mol của FeS2 sẽ bằng 6 x 10 mũ 4 chia cho m lớn của FeS2 là 120. À, chính bằng 5 x 10 mũ 2 đấy. Là 500 đấy, 500 mol. Đúng không? Bây giờ mình sẽ viết này, ta có quá trình viết lại quá trình này, FeS2 thành SO2, rồi từ SO2 thành SO3, rồi từ SO3 thành H2SO4. Bảo toàn E này chỉ đúng khi mà tất cả lượng S ở FeS2 chuyển thành SO2, và từ SO2 chuyển hết thành SO3,
Và từ SO3 chuyển hết thành SO4, hay nói là lượng S ở khoảng spirit sẽ phải chuyển hết về thành H2SO4, đúng không? Ở đây thì ta sẽ có bao nhiêu mol đây các bạn? Mol S ở đây bằng bao nhiêu? Mol S đây là H2SO2 ở đây của chúng ta là 500, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ gấp đôi lần, nghĩa là 2 nhân với bao nhiêu? 500, tức là 1000 đấy. Chúng ta giải thích ở đây nhé, là mol S trước phản ứng bằng gì đây? Bằng mol của FeS2, đúng không? Bằng 2 lần mol của FeS2. Mol của S sau phản ứng thì bằng mol của H2SO4. Được chưa? Đó, từ đó thì mình sẽ suy ra được mol của H2SO4 gấp đôi lần số mol của FeS2, đúng nào? Và bây giờ mình sẽ vô cùng đơn giản, mình tính ra khối lượng M của H2SO4 bằng 1000 mol nhân với 98 bằng 98.000, đúng không? 98.000 gram. Đó, 98.000 gram là lượng H2SO4 100%. Đúng nào? Vậy thì bây giờ chúng ta phải nhân với hiệu suất nữa, quan trọng là hiệu suất. MH2SO4 thực tế bằng bao nhiêu? Bằng cái lượng lý thuyết nó tính được là 98.000 nhân với hiệu suất là 85%. 98 nhân 10 mũ 3 nhân với 85%. 98 nhân với, thì chúng ta sẽ thu được 83,3 nhân 10 mũ 3 gam. Đúng không? Đó. Nhưng mà đây với mới chính là cái lượng H2SO4 đặc nguyên chất mà đề bài yêu cầu chúng ta tính H2SO4 96%. Vậy thì suy ra lượng dung dịch, đúng không? Thì M dung dịch của H2SO4 sẽ bằng gì? Sẽ bằng con số này chia cho 96, đúng không nào? 983,3 nhân 10 mũ 3 này chia cho, nhân với 100 chia cho 96. Đó. Chúng ta sẽ thu được 86,77 nhân 10 mũ 3 gam, hay chính là 86,77 kg đấy. Đó. Một bài hiệu suất. Nó chỉ đơn giản, nếu các bạn hiểu bản chất thì nó là bài toán phần trăm thôi. Được chưa? Làm hết được bài này hoàn thiện, chúng ta sẽ được một điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối cùng của đề. Bài số 3 có đề bài như sau. Khi phân hủy bằng nhiệt 12 gram hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 thu được 6,6 gram CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn, tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp. À, được chưa nào? Đây là bài phân hủy muối. Tính chất cuối cùng của muối là một số muối thì bị nhiệt phân hủy, đặc biệt là muối carbonat. Muối carbonat của kim loại trong dãy hoạt động kim loại từ Ca trở đi thì có khả năng bị phân hủy thành oxit tương ứng và khí CO2, đúng không? Vậy thì CaO, CaCO3 sẽ phân hủy thành CaO và CO2, MgCO3 phân hủy thành MgO và CO2, đúng chưa? Chúng ta có cái dữ kiện thứ nhất, đó là tổng khối lượng hỗn hợp của hai muối này. Và khối lượng thứ hai là cả hai muối đều sinh ra khí CO2. Vậy thì các bạn gợi nhớ đến loại bài toán nào? Bài toán hỗn hợp mà chúng ta đặt ẩn X, Y, đúng chưa nào? Vậy mình cùng giải nào. Gọi số mol của CaCO3 bằng X, đúng nào? Số mol của MgCO3 bằng Y. Ta sẽ có phương trình đầu tiên ngay lập tức là về khối lượng. Khối lượng của CaCO3 sẽ bằng N nhân với M lớn của CaCO3 là 100. 100 nhân X.
cộng với khối lượng của mg siêu 3 bằng m lớn của mg siêu 3 nhân với y. Mg siêu 3 có m lớn là 84y thì bằng 14,2, là phương trình đầu tiên. Chưa? Phương trình thứ hai chúng ta phải dựa vào cái phản ứng của nó. Phương trình số 2, phương trình hóa học, mình biết phương trình hóa học trước. CaCO3 khi bị nhiệt phân thành CaO cộng với CO2. MgCO3 khi bị nhiệt phân sẽ thành MgO cộng với CO2. Chưa? Ở đây ban đầu mình đặt là x thì tương ứng số mol CO2 đây cũng là x. Ở đây là y thì tương ứng CO2 đây là y. Vậy mình sẽ có lượng mol CO2 bằng x cộng với y, hay là số liệu đề bài cho 6,6 chia cho 44. Đó, 0,15. Đó là phương trình số 2. Được chưa? Vậy thì từ 1 và 2. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình là gì đấy? 100x cộng với bao nhiêu các bạn? 84y bằng 14,2. 84y bằng 14,2 và x cộng y bằng 0,15. Được chưa? Nào bây giờ cùng bấm máy tính để xem x y bao nhiêu nhá. X sẽ bằng 0,1 và y bằng 0,05. Được chưa? Thì bài hỏi tính thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợp ban đầu, tức là chúng ta sẽ tính phần trăm khối lượng của CaCO3 và MgCO3. Đúng chưa? Vậy thì chỉ cần tính phần trăm của một chất là chúng ta suy ra được, lấy 100 trở đi thôi đúng không? M của CaCO3 sẽ bằng số mol là 0,1 nhân với m lớn là 100, tức là 10g. Chưa? Vậy thì mình suy ra ngay phần trăm về khối lượng của CaCO3 sẽ bằng 10 chia cho 14,2 rồi nhân với 100. Bài toán phần trăm bình thường thôi nào. Chúng thu được 70,42%. Được chưa? Và phần trăm của chất còn lại, phần trăm về khối lượng của MgCO3 sẽ bằng 100% trừ đi 70,42. Chúng ta sẽ thu được là bao nhiêu đây? 29,58%. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3. Và hy vọng rằng là các bạn hoàn thành đầy đủ và tự chấm điểm cho mình, đạt kết quả cao, là chúng mình cùng nắm vững được nội dung bài học ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là cái dạng đề này cũng sẽ giúp ích cho các em trong cái việc kiểm tra bài ở trên lớp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.